Thưa quý vị, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 22 Đảng bộ thành phố, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố Đà Nẵng cũng đã đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp trong các năm 2020-2021 đã ảnh hưởng sâu rộng lâu dài đến tình hình kinh tế xã hội của thành phố. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo cụ thể hóa những chủ trương, nghị quyết một cách khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 22, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của thành phố với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, có trọng tâm trọng điểm, xem công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, làm cơ sở nền tảng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kỷ luật kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, bám sát và tuân thủ quy chế làm việc để lãnh đạo chỉ đạo xử lý công việc theo đúng thẩm quyền, hướng về cơ sở, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành ủy. Có thể nói là năm cái lĩnh vực trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng cũng được quan tâm rất là bài bản, toàn diện, sâu sắc, cũng tạo cái tiền đề và nền tảng để mà thành phố vượt qua những cái khó khăn thách thức trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là sau cái COVID-19. Bên cạnh đó thì Thành ủy Đà Nẵng cũng hết sức quan tâm đến cái thường xuyên đổi mới cái phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong cái điều kiện hiện nay. Theo đó thì hết sức chú ý đến nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết theo hướng là chú trọng vào khâu tổ chức thực hiện và ưu tiên nguồn lực để mà tổ chức thực hiện những cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ hoặc là của Ban thường vụ Thành ủy. Cùng với đó là vận dụng và linh hoạt các cái phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc ban hành nghị quyết, thông qua công tác tổ chức cán bộ, thông qua công tác kiểm tra giám sát, thông qua công tác tuyên truyền vận động và thực hiện cái quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền bước đầu phát huy tính ưu việt, đảm bảo dân chủ và mang lại một số kết quả tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, tạo sự thuận lợi cho nhân dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đà Nẵng là đơn vị 12 năm liên tục 2009-2021 dẫn đầu bảng xếp hạng khối các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam, Việt Nam ICT Index, 3 năm liên tiếp 2020-2022 đạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam, 2 năm liên tiếp 2021-2022 xếp nhất khối các tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và dẫn đầu cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Thành ủy cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã bản lĩnh đoàn kết đề ra nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đến nay, kinh tế thành phố có tăng trưởng và phục hồi nhanh trên một số lĩnh vực, nhất là dịch vụ, du lịch, công nghiệp, công nghệ thông tin. Tiến độ các công trình dự án trọng điểm tạo động lực được đẩy nhanh. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện với nhiều chính sách mang đậm tính nhân văn, được dư luận đánh giá cao. An ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường. Trên cơ sở thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế, Đảng bộ thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Trong thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố vẫn quyết tâm và kiên trì thực hiện các mục tiêu mà Đại hội lần thứ 22 đã đề ra, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Nhưng trong tổ chức triển khai thực hiện cần phải quyết tâm, quyết liệt và linh hoạt hơn nữa để phù hợp với tình thực tiễn. Theo đó thì chúng ta cần phải tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược để phục vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như nghị quyết 43, nghị quyết 26
và nghị quyết 119 của Quốc hội để hướng tới thực hiện và hoàn thành cao nhất các mục tiêu mà Đại hội lần thứ 2 Đảng bộ thành phố đã đề ra để làm tiền đề cho thực hiện tốt các nhiệm vụ mục tiêu của nhiệm kỳ tiếp theo. Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, không ngừng xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn, là đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống.